Chúng ta đến với cái gì? The Mid à? 4.500 tỷ có hai cầu thủ thôi anh em ạ. Trang đẹp. Rồi, 4.500 là có hai cầu thủ. Gullit với lại là Beckham. Rồi. Ok. Link này thì chỉ có Milan thôi. Cái này chỉ có Milan kết hợp với lại lại team khác. Rồi, ok, thế thì chỉ phải nhiều book cho bạn mấy con. Hiện tại thì bạn ấy có Gullit Icon, Gullit và Beckham DC. Có Beckham DC này thì nó có một cái là thủ khá tốt, có thể đá CDM. Bạn ấy có Gullit rồi này, có Beckham rồi này và 1.600 tỷ BP rồi. 26 rồi, thủ môn anh em mình sẽ làm cái ta ta đây, đến cái quét lõ nó còn làm được, cái quét lõ nó còn làm được mà trong game không làm. Gọi là dễ mua để pick cho bạn ấy mấy con kiểu dễ mua thôi. Ở cánh này thì làm con The Trick Leo chắc là dễ mua. Rồi, xem nào. 17 này. Con up thì là 22 rồi, up với lại là phân vân hai con này thôi. 10.000 lớp su baby. Nó cũng không hơn nhau mấy. 17 đồng khá rẻ. Cánh trái thì con Theo Hernandez là ngon rồi nhưng mà nó hơi đắt. Thôi là mình dùng con Ricardo Rodriguez đi. Con Theo nó hơi đắt. Ricardo Rodriguez. Đấy, bookmark lại cho bạn đây này. Trung vệ, mình xem con Mandini nào. Ui, Mandini lên 9 lít rồi. Mà giá nó cao vãi vậy. Mà vãi giá cả. Mandini thì gần như là mùa nào cũng được. Nhưng mà với cái giá này thì chờ nó xuống giá thì cũng mua. Vào lúc này chắc là dùng tạm một con Mandini lương 24 đi. Mình chơi con này cũng 5 thì cũng được. Dùng tạm thì khi nào mà giá nó giảm xuống hãng mua. Giá này mua một deck gì đần người đấy anh em. Vãi thật đấy. Giá cả leo thang quá. Đắt quá. Mấy con đắt quá thì thôi mua một quái. Con này 200. Lúc nãy có bạn nào hỏi này, Patrick Vieira con nào hơn này. Đây các bạn nhìn như này nhá. Các bạn nhìn Patrick Vieira như này, được chưa? Đấy. Thì nó cũng gần gần như nhau ấy. Cũng không khác gì mấy. Mà hai con này giá cũng bằng nhau luôn, đều là 200. Đấy thì theo tôi thì anh em chọn con Vieira MC đi. Theo tôi là anh em chọn Vieira MC đi. Em vé Juve cộng 3 với con này cộng 5 xem nào. Con này cộng 5 đi. Con này cộng 3. Còn em vé Juve vẫn hơn. Em vé Juve vẫn hơn tương đối. Ừ. Làm con em vé Juve cộng 3 cũng được. Cũng tạm đi. Nó rẻ rẻ được không ạ? Làm con này cộng 3 thôi. Mình sẽ tìm tiếp con KK xem nó có rẻ không. KK không có hàng. KK nó cũng đắt. Rồi, bỏ KK. What up? C-Dop EBS giá 2 lít. Ôi lên giá rồi. C-Dop khá được. Cái nào? C-Dop Cap với lại C-Dop Back to Back. C-Dop Cap thì nó hơn. Còn C-Dop Cap hơn nhá. C-Dop Cap giá 1 lít. Cánh bên này là làm con Fuché. Nedved không có Milan người ta biết rồi không? Biết rồi. Có Milan kệ nó chứ. Tiền đạo thì chỉ còn Seva, Balotelli, Torres, Hernan Crespo. Có phải nhiều nếu chịu được. Giroud hơi ngon. Để xem nào. Những cái con vừa rồi. Magic Clivert. Clivert lại là được nha. Siêu dự bị. Giá 1 lít nhưng con này mua sau. Olivier Giroud à? Giroud bố của siêu dự bị hơi khó đá. Christian Vieri C3 được. Con Clivert EBS mà cộng 8 là được nha. Xài Clivert EBS cộng 8 cũng khá ok. Balotelli thì đá đắt quá. Con Balo giá đắt quá thì thôi. Đấy, con này là được này. Con này đá khá là quái giật. Có tinh tế. Đánh đầu mạnh.
Teva thì MC với lại là CFA giá gần như nhau. Tuấn Anh vô giờ sợ toán trên thông thiên văn dưới tưởng địa lý gửi 5.000 lớp du bay B mặt cười. Về giá 1 lít rưỡi. Con này thì hay, con này thì khá là hay. Nhưng mà giá cao quá. Layout thì chỉ có 2 mùa đáng xài. Lấy mùa này cũng được này. Cộng lại từ đầu đi. 25 này. 40 này. 1 lít này. 2 lít rưỡi này. 3 lít rưỡi này. Được chưa? Đến đây là 3 lít rưỡi rồi này. À, thêm con này nữa là thành 4 lít rưỡi. 2 lít nữa là thành 6 lít rưỡi. Thế à? 6 lít rưỡi. À, thêm con nét ven nữa là thành 7 lít rưỡi. Ok, 7 lít rưỡi. Như vậy là bạn ấy sẽ còn khoảng 8 lít còn lại để mua cầu thủ. Và quan trọng nhất là hai vị trí ST. Đấy, chưa? Làm con này xong là bạn ấy sẽ còn khoảng 3 lít. Đấy, làm con Patrick Kluivert là còn khoảng 3 lít. Đấy. À, làm xong con Kluivert thì mình làm con Rebic. Theo tôi là con Rebic, một là Rebic mà hai là Seva. Yeah. Đã ok chưa? A few moments later. Hello mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã đến với kênh. Anh em like video cho mình phát nha. Seva để trung tâm đi. Gullit để chỗ. Đội này mình con Gullit nó đã chiếm khoảng đến 70% cầu bao rồi. Rồi, xong rồi đó. Giấu tên gửi 10.000, sao xếp like nó ca thông báo cho e nhỉ, e bật chuông hết rồi. Ôi phải. Đối mặt chỉ cần một tình huống đơn giản như vậy thôi. Hiện tại thì mình chỉ đang bật là thủ theo hướng bóng, không bật thêm cái gì cả. Rồi tí đi. Ôi vãi cả nồi. Rồi. Ok em. Em Việt Hoàng. Rồi. Hai con cánh là khá ngon rồi đấy. Em thấy ông Paulo Fuce nó di chuyển sướng không? Beckham. Thể lực cầu thủ nó dồi dào quá, cái tính chiến thuật nó mất đi. Giấu tên gửi 5.000, có Galit nhiều khi chả làm gì đội bạn tự truyền. Em dùng cái 4-1-3-2 của anh hướng dẫn mà chiến thuật lùa bóng hậu vệ nó mất nhiều thể lực quá. Thua ít thôi chứ em. Bộ 3 chiến thuật mà anh xin cho mọi người ấy, lúc nào cũng là cái chiến thuật build up dùng phải đến 90% thời lượng. Nói rồi mà. Cái chiến thuật thủ thì khi nào cần lắm mới dùng, ví dụ như là kích ỏm hoặc bù giờ mình dùng thì ok. Còn chiến thuật lùa bóng là chỉ đi lùa khi nào mà đội bạn nó dẫn trước và nó câu giờ mình thôi. Bây giờ thì em... Đấy là cái vấn đề đấy, là học không kỹ nha. Đây rồi nè. Chiến thuật này thì cũng tạm được, nó khá là dễ đá. Cầu thủ nó auto di chuyển. Đặc biệt là hai con cánh thì khá là thoáng rồi. Đấy thì bạn có thể đá. Cái vị trí của Beckham thì Gullit cũng đá được. Gullit đá vị trí Beckham khá là ngon. Nếu như giả sử có một con tiền đạo nào đấy đa năng một chút, như kiểu con Harry Kane nhỉ ạ.
đã thay chỗ Gullit thì có thể kéo Gullit xuống chỗ bách không, còn không thì nên để Gullit như thế này thì bóng nó thoáng hơn. Chứ để con Ibra vào ấy, Ibra với Seva nó chuyền kém, phối hợp kém thì nó sẽ không ra được nhiều đường bóng, mà Ibra thì thể lực thấp. Thử test rồi thì thực ra để Seva trung tâm và Gullit chạy rộng thì nó cũng khiến cho đường tấn công nó nhiều hơn. Cho là con Gullit mới là cái con làm bóng, Seva chỉ là con cái điểm cuối cùng thôi. Rồi ok. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.